Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình nhận làm tất cả các khóa trong game. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua đường dẫn link kết mình ghi ở mô tả của kênh nhá. Hoặc là mô tả của mỗi video. Anh em cứ nhắn tin cho mình chụp ảnh, báo chụp ảnh gửi cho mình cái gói cần nạp mình sẽ báo giá nhá. Thôi, quay trở lại với chủ đề clip ngày hôm nay thôi. 15 mảnh khá là ngon đấy nhở. Lâu rồi không check mảnh Arcana, không biết được bao nhiêu rồi. 624 mảnh rồi anh em. Ôi, quả trứng nó cũng ấp rồi này. Chiều nay là có marathon đấy anh em ạ. Chuẩn bị học hành, ôn bài các thứ thi cho nó kỹ đi nhá. Rồi mà có thời gian mà đua Heroic. Con Master Kama này không phải là lúc nào nó cũng diễn ra đua được đâu. Không nắm bắt cơ hội là mất là hơi phí đấy anh em ạ. Thì mọi người cày chay ấy đã không phải mất tiền mua rồi nên là cố gắng mà sắp xếp thời gian mà đua con rồng này. Con rồng này khá là ngon đấy. Mặc dù thời điểm hiện tại nó cũng không còn được mạnh như ngày xưa nữa. Nhưng mà dù sao nó vẫn là một con rồng Heroic VIP. Vẫn đỉnh lắm anh em ạ. Chiều nay chắc mới ra luôn, mình phải lên lắp 15 trong ngày hôm nay luôn mới được. Bung game từ sớm đi anh em ạ. Ở đây còn cái sự kiện này nữa. Hôm nay dễ được 120, dễ được à quên, dễ được 240 gem lắm anh em ạ. Rồi tí nữa mình không biết có đủ coin để lấy cái, để lấy 10 cái insignia ở trên đây không. Nếu mà đủ lấy thì mình cũng mở luôn được cái dương Quantum nữa. Chắc là đủ. Xong một sự kiện xếp hình này chắc là mình cũng phải mất mất 30 game mới lấy được quả trứng Titan này anh em ạ. Ôi rồi, xem X2 này anh em. Vãi được, từ bao giờ mà trên hẳn những cái tầng này mà được xem quảng cáo dương cái dương sự kiện là X2 nhỉ anh em nhỉ? Chắc là cái bản 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 này ấy, mình bị mất thêm 50% số coin so với người bình thường ấy. Nên là mình được xem X2 mấy cái thứ đấy. Rồi hôm nay là test được khoảng tầm 3-4 cái dương này cho anh em. Mình đoán kiểu gì cũng phải ra 240 game. Mày không ra là buồn đấy. Game đang thiếu trầm trọng. Sự kiện này công nhận là cũng dễ đấy anh em. Cũng, chắc là anh em nào cũng đã lấy được quả trứng, trứng gì nhỉ? À, lấy được cái liềm rồi. Mình chỉ cần thu thập hai con, một con mythical trong xếp hình với một con legend ở trong cái tầng tháp ấy là lấy được. Ui giời, 1.200.000 thức ăn này. Rồi. Đây, lấy được 10 cái này là mở được đấy anh em ạ. Từ từ đã, mình xuống đây. Có cái tầng này này, cái tầng này lắm dương, lắm cái dương 3 game lắm anh em ạ. Đây 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 đây. Đó đây. Xem X2 đi. Má nó không cho xem X2 nhỉ. Mùa này sao nó keo thế nhỉ. Không biết có kịp được không đây. Lần này à mình mới check lại thông tin trên Facebook rồi anh em ạ. Là nếu mình lên lap 50 của marathon ấy thì mình chỉ nhận được một, thì kết thúc thử tính đến kết thúc sự kiện ấy thì mình chỉ nhận được một con rồng thôi. Còn như người kể cả anh em lap 50 và hết sự kiện ấy thì vẫn chỉ nhận được một con rồng. Mùa trước là hình như nó bị lỗi hay sao ấy nên là có thằng nhận được hai con rồng vừa lên lap 50 với vừa kết thúc sự kiện. Má nó đen thế nhở, không được một cái gì cả. Cố sự kiện này lên đến tới cái tầng này anh em ạ, nó có 10 đây này. Tầng này nó còn 7 cái ống Helix nữa.
Hình như là 7 ống này được xem quảng cáo được lên thành 14 hay sao ấy. Mẹ cái sự kiện coin này anh em. Mình cứ mỗi một tầng mình bị đánh một cái kiếm này này. Mẹ nó khó chịu thật đấy. Mỗi một tầng phải mất mấy tiếng để chờ đợi. Nhưng mà bù lại thì thức ăn trong đây nó nhiều vô kể luôn. Đây này, top 1 này mình đã cũng bỏ xa thằng top 2 này. Mình 67k nó mới 49k này. Mùa này mình cày cũng kinh phết đấy chứ. Là tí nữa mà đánh đủ thì ra ba cái thì mở luôn cái này cho anh em xem. Qua đây có một giường này này. Mẹ thấy trên Facebook nhiều thằng mở ra 100 game thế mà mình mẹ lần cao nhất được có 50 game thôi. Trời ơi, 10 game vậy. Vào đánh Battle League này. Đâu nhỉ, Battle League đâu nhỉ? Nhanh thế, đã lên 600 triệu phút rồi đây anh em. Chiều nay mẹ đua Heroic Marathon mà nó dễ hơn đua Heroic bình thường anh em. Nhưng mà bù lại là nó nhiều lap ấy. Nên là anh em lúc nào cũng phải kè kè ôm cái máy nhá. Mệt thực sự đấy. Mình có hai con Master Kama rồi mà mình mẹ vẫn hứng thú phải đua lên lap cao để lấy sổng anh em ạ. Nếu mà đua lên láp 50 này thì mình có một con rồng Kama với lại 640 mảnh. Thêm hôm nọ là mình mở ra được 120 mảnh Kama trong cái Divide Orb ấy. Thế là mình có tầm hơn 700 mảnh. 700 mảnh thì phải thêm tầm 1.300. 1.300, 1.400 gì đấy. 1.300, 1.400 là lên được 5 sao. Nên là mình cũng chưa biết nữa. Đua xong cứ để đấy mọi chuyện tính sau. Chứ mình thấy mấy con mà Heroic Keep sắp tới ra này nó mạnh lắm. Mà những con mạnh thì mình phải ưu tiên chứ. Mình phải tập trung cho những con cũ là cái gì anh em. Những con cũ gần như là nó không còn sức mạnh như đầu tiên nữa. Chỉ có anh em cày chay thôi. Anh em cày chay thì mới cần, chứ còn mình thì bây giờ không quan trọng lắm, có thì đua thôi. Hình như là ngày mai là có Aina hay sao nhỉ. Ngày mai là Arena. Ngày mai là Aina mới ánh sáng với lại băng. Hình như theo thông tin mình đọc ở trên Facebook là hết cái Aina showdown này anh em thì nó lại về Aina như cũ. Anh em biết Aina như cũ là tức là đánh vẫn chết rồng như bình thường ấy, chết rồng là phải đợi mấy tiếng đấy. Kể ra phiên bản này chơi đang hay nhỉ. Aina vừa một tuần vừa kết thúc nhanh này, mình cũng nhận được quà nhanh này, xong rồi đánh lại không chết rồng các thứ, nó sướng thật sự. Mẹ bây giờ tự nhiên nó bỏ cái này đi xong à, xong mình biết lại thông tin nữa là không còn Aina Booster nữa anh em ạ. Hết cái mùa sau nữa là nó trở về bình thường ấy, chỉ 6 trận thôi. Thì cái này thì mình ủng hộ này, mẹ về 6 trận thôi, làm video cho nó ngắn. Chứ video bây giờ mẹ mình nào cũng 10 trận Aina mệt vãi cứt. Lấy bút khác đánh đi. Mẹ con này sau một đêm này nó hơn mình một đống điểm luôn. Thì mé cho nó. Thôi phải quay tí thôi. Cảm ơn. Chưa 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 quay. Để mai đi. Mai mới quay nhỉ. Chứ bây giờ quay sớm thì là cho chúng nó có động lực cho nó vượt mình thôi.
Nên là mình cứ ở bên dưới anh em ạ. Còn khoảng tầm 3 đến 4 tiếng cuối mình bị thấp điểm thì mình mới dùng game để mình ăn lại chúng nó. Thì lúc đấy chúng nó bị bất ngờ ấy. Nó nghĩ mình top 1 rồi, chúng nó không 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 để ý nữa. Rồi lúc đấy mình mới đánh. Bảo anh em có xem, nếu mà ai chưa xem ấy, thì anh em bật cái like hôm qua mình like ấy. Mẹ mẹ mày đánh nhau với Kama mệt vãi cứt luôn. Hai con Ambi ở cái live hôm qua ấy, nó cứ block qua block lại mỗi con phải được 3 phát ấy. Xem mệt thật sự, hôm qua xem đánh một trận mất đến 3 4 phút một trận. Lâu kinh khủng mới được. Chúng nó vừa có rồng hồi sinh nhưng chúng lại còn block liên tục nữa chứ. Đấy, đẹp mẹ đây này. Cần gì bảo anh em xem live hôm qua, xem hôm nay đã thấy mệt chưa? Đù má cho nó. Trời ơi. Cho lượn mẹ nó đi. Biến mẹ đi. Làm gì vậy trời? Rồi, giết được con hồi sinh nó là giết được con hồi sinh của nó lại còn phá được cái hồi sinh của con này anh em ạ. Con này là con healing. Đây trận này cũng mệt mẹ. Từ đầu đến giờ con Ambi bên đội bạn nó block kinh khủng mới được. May có dòng có bọn Ascend này anh em. Bọn Ascend thêm cả con Looter này nó đi nó hồi sinh nữa. Thành ra mẹ con Ambi làm sức mạnh nó nhân lên gấp 4 lần. Đủ má cho nó lại chơi cái tí thế này, quá chịu thật đấy. Chơi mẹ luôn đi, thua thôi nhá. À, quên mất đấy, tôi còn cái dương plasma chưa mở cho mọi người xem nhỉ. Thôi, đợi mình đánh xong Ayana rồi mở đi. Với lại đáng nhẽ mình định quay video lấy luôn quả trứng Titan cho mọi người coi ấy. Mà anh em biết gì không? Mẹ nó mất thời gian lắm. Mình nếu mà lấy quả trứng Titan mình phải skip được các thứ mất tầm nửa tiếng cơ. Nên là thôi, cái đấy để tự mình lấy vậy. Đù má cho nó. Mới đánh cho nó một phát. Còn lại nó block hết từ nãy đến giờ. Con Ami của mình chết luôn rồi. Mất hồi sinh. Cái đẹp. Cái đù má cho nó. Trời ơi. Anh ơi, mẹ mày ít tỏa sáng thôi. Mọi người nhìn thấy gì chưa? Mẹ nó giết hai con rồng của mình mà nó mất đúng một lần mình đánh trúng của nó, còn lại nó né hết từ nãy đến giờ. Đấy. Cái đẹp con mẹ của nó. Cày không chịu được. Trời ơi anh ơi, tha cho em cái. Thua mẹ nhà em bây giờ. Ôi, xong rồi. Trận này lại oảng chó rồi. May là còn giết được con hồi sinh của nó đấy mọi người. Không thì chết rồi. Trận này dễ lại thua rồi. May 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 anh ơi. Úi giời ơi, may nó còn block cho mình được cái. Khái khái. Đu má trận này mệt thực sự đấy. Để cho anh em xem. Vậy. Chơi mẹ mấy cái rank này gặp mà gặp Kama xong rồi nó búp thêm hồi sinh rồi búp thêm mẹ mấy kiểu mệt. Ừ.
tối nay live luôn nhé mọi người nhé. Tối nay đằng nào anh em chả đua marathon thì anh em vừa xem live vừa nói chuyện với nhau rồi cái gì nhỉ rồi à? Để anh em vừa nói chuyện với nhau xong rồi có cái gì thắc mắc thì tiện thì hỏi nhau luôn trên live. Tối nay chắc mình cũng live sớm thì cũng tranh thủ đua marathon thôi. Cho nó lượn nốt đi anh em, nếu đánh một hồi sinh một Arsen nha, nếu mà con hồi sinh thì nó hồi sinh xong ấy anh em phải cho nó chết luôn nhá, thì tí nữa con Ambi này nó hết máu này thì mình cho con Arsen nó hồi máu, là tất cả lượng máu nó hồi là nó chỉ dành cho con này thôi, thì lúc đấy nó sẽ phát huy sức mạnh hơn. Rồi cho nó đánh hai phát đi. Ờ, đánh ý thế. Ôi, hồi máu miếng đã. Đấy anh em nhìn thấy không? Một phát hồi máu của nó 507k. Thành ra con Ambi này vừa khi nó chết nhá, nó được con hồi sinh buff 80% máu. Xong rồi khi nó hết máu nó lại được con Arsen này buff 100% máu, 500k máu đây anh em. Thế là lại đầy luôn. Đúng mà mẹ cái danh này, chỉ chơi team này là ổn nhất anh em ạ. Thế mà hôm qua live mà mình chơi team này nhưng mà còn thua chúng nó. Thì anh em biết mà Kama hôm qua nó block cỡ nào. Một ván nó block phải lên đến chục cái luôn đấy anh em ạ. Thay nhau nó block. À quên, con này hồi sinh. Vào một dòng con Vam này cũng không mạnh lắm. Thủ má đánh mình hai phát kìa. Hôm qua sau khi kiểu nói kêu anh em đặt đặt pass trên live là nạp sớm ấy, thì mẹ mày sau từ đêm qua đến giờ anh em biết thế nào, đã có tổng số là mình đã ghi ra sổ sách rồi nhé, đã có hơn 100 người đặt cọc rồi, có người đặt cọc 50.000, có người đặt cọc 100.000 để chuẩn bị Heroic Berserker nó ra phát là anh em nạp luôn. Tức là người ta đặt cọc trước ấy, rồi ra phát người ta chuyển khoản nốt số còn lại đấy rồi mình nạp luôn. Nên là anh em là muốn vừa sang ngày mới phát có Heroic Berserker luôn thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ ưu tiên những người đặt cọc trước thì nạp cho mình, nạp cho mọi người. Nên là hôm Heroic Berserker chắc phải hôm đấy chắc là không like được rồi anh em ạ. Hoạt động hết công suất nạp cho mọi người chắc là đến đêm cũng chưa xong chứ. Đừng block nữa mày ơi. Ồ khá ngon. Nó đánh mình 5 phát mà không được kích hoạt block phát nào kìa. Anh em có công nhận là mẹ Kama nếu mà là máy nó đánh nó khác bọt hơn hẳn so với người đánh không? Người đánh ít khi cái quả nào mà được 5 đến mà được 5 đến 6, 7 7 phát block anh em. Mà cứ đánh nhau với máy ấy, mẹ nó block cho mình chóng mặt luôn. Nó block cho mình trầm cảm luôn đấy.
À mà anh em lưu ý nhá, nếu mà mọi người cần nạp những cái gói gì trong game ấy thì tốt nhất là anh em phải nên nhờ người chuyển khoản thì nó rẻ hơn. Chứ nếu là anh em mà nạp bằng cáp điện thoại ấy, thì nó sẽ đắt hơn đấy, nó đắt hơn 20% so với giá mình chuyển khoản. Nên là mình vẫn khuyên những anh em nào mà chưa có số tài khoản ấy, bây giờ quanh mình thiếu gì người có số tài khoản, đưa tiền cho người ta nhờ người ta chuyển cho, không có gì đâu. Anh em cứ chạy đi mua thẻ điện thoại làm cái gì. Ôi mẹ, hai con Ambi này, hai con Bambi còn lắp full liềm này. Thôi chơi luôn nhá. Anh em vừa chạy mất công đi mua điện thoại, thẻ điện thoại mà cuối cùng mình nhận mình cũng kiểu cái thẻ cào mà quy đổi ra ví dụ 100.000 tiền thẻ. Thì mình quy đổi ra chỉ cũng được 80.000 thôi anh em ạ. À, mất 20% rồi. Quy đổi ra thẻ mà quy đổi ra tiền đấy là mất 20%. Nên là anh em nhớ nhé, nhờ ai chuyển khoản cho, mọi người vừa đỡ mất ít tiền, mình cũng vừa đỡ mất công mẹ đi đổi thẻ ra tiền, mất thời gian lắm. Ôi mẹ, thế là hôm nọ mình mua con Spy Raptor xong anh em. Mẹ mua xong nó là ấy rồi. Là bây giờ là nhìn Aina mấy cái danh gần đây là không có mặt nó xuất hiện trong trong đấy rồi. Nên là không biết có sự kiện Empower là lên 5 sao hay là để đấy đây. Ôi trận này lại thua rồi anh em ơi. Thua thật rồi. Mẹ nó còn con Ambi đằng sau này nữa, đánh như đéo là được. Một phát thôi mày. Thua xong. Thua. Lại cần block cái này thì bố ai mà đánh được nó nữa. Ô, trận này biết thua nhưng mà vẫn cứ đánh cho mọi người xem đấy. Trừ khi bây giờ con Ambi phải block mấy phát nữa cơ. Block được tầm phải 3 phát. 2 phát đi. Phát nữa. Thôi, thế nó đánh mình 2 phát là mình cũng hoảng rồi. Thôi biết ngay mà, mẹ đen thật sự đấy, đội hình yếu lắm, đánh rồi. Thôi tìm đội hình Kama đánh cho sướng nhỉ. Đây rồi, thôi đánh nốt trận này rồi anh em té thôi. Thôi đánh nốt trận này rồi anh em té, lát nữa mình tự lấy quả trứng Titan nhá. À đánh xong trận này rồi mở dương mở dương 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 plat à dương thì dương quan tum. Hôm nọ thấy một bạn trên nhóm cũng bảo là anh nên để mở dương quan tum ở cuối cùng thì nó sẽ hồi hộp hơn, thì ok chiều lòng mọi người đấy. Nếu anh em mà góp ý một cách vui vẻ hòa đồng như vậy mình luôn luôn lắng nghe. Còn mẹ những cái thể loại mà ăn nói kiểu bố láo ấy, thứ nhất là khóa mõm, thứ hai cho cút mẹ đi, đéo cần những cái thành phần để xem video của mình. Với lại không biết mấy cái thằng trẻ con ấy phải am mồm đi chửi xong rồi bị mình ban ấy. Mình đoán chắc là kiểu gì mình tổ chức giải trong nhóm nó cũng mò cái mặt chó của nó vào để nó tham gia giải đấy. Nên là mấy cái thằng đấy nếu mà có xem video mà thấy nhột ấy thì tốt nhất là chúng mày nên đổi cái phong cách bình luận của chúng mày trên mạng đi, ăn nói cho nó ra con người một tí. Mình là con người có ăn có học thì phải nói tiếng người chứ, đừng có sủa tiếng chó. Cho nó hồi sinh phát nữa đi. Ôi con healing thì không sợ, phát hồi máu là xong, chết luôn đấy chứ. 500k máu. Thôi hôm nay là cũng đầy hay hai like Kama ở đây này. Anh em à đây vẫn còn trận Kama này, đánh tiếp đi. Chơi tiếp đi. Làm một trận full block cái xem nào.
rất nhiều thằng từ trước đến giờ ấy, anh em, nó hay chửi mình trên kênh ấy. Không biết những thằng đấy, mình đoán chắc ấy. Đấy. Ngoài những thằng gần đây nó vẫn vào nhóm ấy, nó lấy giải nhưng mà nó để một cái nick khác ấy. Thì cũng có nhiều thằng từ trước đến giờ nó chửi mình ấy. Và mồm thì chửi nhá. Nhưng mà mẹ em thấy giải là vẫn chui vào lấy đấy. Mình đoán chắc kiểu gì mẹ em, mấy thằng đấy cũng nó cũng làm cái trò thế. Đấy là cái kiểu cái gì tiêu chuẩn kép ấy. Mẹ đã nếu mà đã ghét mình ấy thì thôi, chặn mẹ ẩn cái kênh mình đi, là sau không phải vào xem nữa. Đây mồm nó chửi mình nha. Nhưng mà tay nó vẫn lên Google nó search nó tìm kênh mình, xong nó vẫn vào Facebook nó tìm nhóm mình. Rồi nó vào nó vẫn comment để nó có khả năng trúng giải. Và nếu mà nó trúng giải nó vẫn comment nó vẫn sẽ inbox mình. Anh em ngoặt search rồi nó sẽ xin giải. Kiểu gì cũng vậy. Lại Kama. Thôi đánh đi, mẹ đánh khi nào hết Kama thì thôi vậy. Phát block luôn này, mẹ phí thế nhở. Công nhận con Ambi này anh em. Con Ambi này mà lên 2 con 5 sao bá phết nhở. Danh này như vừa nãy mình gặp một thằng nó đội hình của nó 2 con Ambi 5 sao. Rồi mẹ mày nó còn bonus thêm một con healing. Xong lắp phun liền, phun hồi sinh vào. Mẹ sợ thật sự. Cái danh này nhìn thấy Kama mẹ mày đái ra quần luôn. Đến mình có Kama mình nhìn còn sợ cho nó. Nữa là anh em mẹ không có Kama, chắc là gặp mấy đội hình như này skip ngay và luôn. Mấy ông mà cày chay ấy, Kama nó chỉ cần nó block một phát thôi là mẹ đã đội hình đã oảng chó gần hết rồi chứ. Đánh xong trận này dừng đi chứ hơi. Đừng ra Kama tiếp mày ơi. Nó lại ra Kama tiếp. Thôi đã cố rồi, cố cho chót. Đánh nốt mẹ đi. Hết lượt, đỡ suy nghĩ. Đây trận này là có vẻ cân kèo đây. Nó cũng có một con hồi sinh là V70 này. Nhưng mà Kama của nó lại lắp liếm. Mình đang suy nghĩ xem mấy con tới đây mà không cần dùng liềm ấy mình sẽ đầu tư lắp hết vào trong bản Kama nó dùng liềm. Công nhận Kama mẹ lắp full liềm nó là cái thứ gì đấy hơi bá đạo luôn. Kama mà lắp full liềm ấy, kể cả mình cứ để mình để đấy bọn khác nó đánh mình cho máy nó đánh ấy. Bọn khác nó gặp mình nó vẫn phải dè chừng nó sợ. Đủ má may mà nó không có chiêu, nó may mà đánh chiêu đất rồi anh em ạ. Chứ nó mà chưa đánh chiêu đất thì quả vừa rồi nó còn 5.000 máu thì mẹ mình nó đánh đau phết đấy. Thôi bỏ mẹ rồi. Trận này dễ thua lắm mọi người. Đừng vào lốc mày ơi, thế con Asen này vẫn còn một cơ hội hồi máu nữa. Bây giờ con này nó block mấy phát thì vẫn không sợ. Một phát. Thế là ngon rồi. Thôi. À quên, vẫn còn ra. Ra ấy anh em. Mở dương plasma rồi kết thúc video nhé. Xong rồi tối nay anh em mình like.
Du Heric cùng nhau. Đâu nhỉ, đây. Bây giờ mình chả cần gì ngoài ác 10 cái ý sinh ra này, ngon thế nhở. Cuối mùa mở hơi bị đỏ. Mời ông Heric. Úi giời ơi mẹ, bây giờ nhìn ông Heric quý vãi trưởng ra. Thôi vào cuối cố gắng ra cái gì ngon ngon, kết thúc video cho nó ổn áp nào. Ôi kiên đẹp, bố mày vừa mới lên 5 sao rồi cho 100 mảnh hát co làm cái gì. Thôi bye bye anh em nhá, hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo. Tối nay 8 giờ live nhá.